này thiện hiện hoặc chân như của địa giới hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác hoặc chân như của thủy hỏa phong không thức giới hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác này thiện hiện hoặc chân như của vô minh hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp đều là một chân như không hai không khác này thiện hiện hoặc chân như của bố thí ba la mật đa hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác hoặc chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện hoặc chân như của pháp không nội, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của pháp không ngoại. Pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác này thiện hiện hoặc chân như của chân như hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác hoặc chân như của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác này thiện hiện hoặc chân như của bốn niệm trụ hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác hoặc chân như của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hoặc chân như của trí nhất thiết trí hoặc chân như của tất cả pháp đều là một chân như không hai không khác